mọi người tức là rất hay bị táo bón. Thế hôm Huệ, Huệ nhà phòng ôi tớ cái đợt đi Nha Trang mà đến khổ, mọi người phải chờ, mọi người đi hết rồi mà mình vẫn chưa thể nào ra được. Ôi giời. Vì là nó ra chẳng ra mà nó vào chẳng vào. Thế đi về mới cái nỗi khổ đấy mà hướng dẫn là bây giờ thứ nhất là cứ hàng ngày là xoa, nhưng còn nếu không là phải xoa theo như này, xoa theo một cái đường từ cái mép bên phải này lên này, xong xuống và đưa xuống dưới cằm. Thế là hàng ngày là bạn ấy xoa, bạn xoa xong rồi xong rồi bạn bảo lúc nào kể cả họp, bây giờ nó thành cái thói quen cứ ngồi không mà tớ cứ vuốt này, bây giờ thành cái bệnh vuốt như này. Xong một hôm đến bảo là hôm qua ấy thì là suýt nữa là tớ đi làm muộn, chỉ vì cũng vì cái bệnh là mãi nó chẳng ra. Thế đến hôm sau đến bảo ngon rồi, hôm nay nó sướng quá, hôm nay ăn uống thoải mái vì là đi như chưa bao giờ được đi. Tống hết kiểu như mọi lần, ví dụ mà cái người táo ấy, thường là đi nó không đi được hết. Đấy, thành ra là vẫn cứ ấm ách và khó chịu. Thì cái hôm ấy là nàng ấy đi được hết nhãn ra, nhưng hôm nay coi như là thấy ruột gan cảm thấy là nó kiểu sạch, nó nhẹ. Và hôm nay ăn thấy nó ngon. Đấy. Thế xong rồi ngoài ra lại còn cái em Phương nữa. Phương thế, Phương rất chịu khó là ví dụ hướng dẫn phổ biến cho cái gì là làm theo. Thế về làm cho có hai đứa trẻ con ấy cũng hay bị táo bón. Thế là con là cứ đi là ngồi bô ấy là ra, là ra mẹ làm. Bây giờ đến nỗi là cái con chị, con chị thì năm nay mới đi học lớp 1 thôi, nhưng cũng bảo là cuốn đi để chị xoa. Thế là xoa xong rồi hôm con nằm viện vào phổ biến cho cả các phụ huynh ở trong viện nhi để cho các bố các mẹ làm cho con cho đỡ bị khỏi cái táo bón. Thì trẻ con nó mà táo là phải thụt thì mới đi được. Thì là cái đấy là cũng rất là hiệu nghiệm.